Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái bài tập liên quan đến cấu trúc tinh thể của mảng lập phương tâm diện. Trong cái phần bài tập này sẽ liên quan đến độ đặc khít này, hằng số mạng này, A đấy, hay liên quan đến bán kính của nguyên tử R, hay là liên quan đến khối lượng riêng D, đúng không? Hay là thể tích của một ô hay khối lượng của một ô. Thì các bạn cùng quan sát cái câu hỏi số 1 ở đây này, tính độ đặc khít. Câu hỏi số 2 liên quan đến xác định về nguyên tố, và câu hỏi số 3 thì liên quan đến tính khối lượng riêng. Đấy, thì ba cái bài tập như này, điển hình. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên về xác định về độ đặc khít của mạng lập phương tâm khối, đúng không? Các bạn chắc cũng đang nghe đến con số 74, đúng không? Nhưng các bạn chưa hình dung được vì sao để ra con số đó, thì phần video này sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên, các bạn quan sát ở đây, đúng không? Đây là cấu trúc của mạng lập phương tâm khối. Các đỉnh này của hình lập phương và sau đó tâm của các mặt sẽ gồm các nguyên tử. Bây giờ các bạn quan sát đó là với các nguyên tố ở vị trí đỉnh của hình lập phương này thì chỉ nhân với lại 1/8 thôi các bạn nhé, 1/8 thôi. Còn với các nguyên tố ở vị trí mặt của các mặt này thì nó sẽ nhân với 1/2. Các bạn hình dung như cái mặt này nó sẽ tiếp xúc với cái mặt ở phần phía trên và chung với nguyên tử này, đúng không? Do vậy đây chỉ chiếm có 1/2 thôi. Còn các vị trí ở đây thì liên quan đến các hình lập phương khác và chiếm lấy 1/8. Như vậy chúng ta sẽ suy ra trong một ô cơ sở hay một tế bào đấy, đúng không ạ? Thì sẽ có là chỗ này chúng ta có mấy đỉnh các bạn? Có 8 đỉnh, đúng không? Như vậy là 8 × 1/8 cộng với có bao nhiêu mặt các bạn? Hình lập phương thì có 6 mặt, đúng không ạ? Nhân với 1/2. Như vậy trong một ô cơ sở thì sẽ có 4 nguyên tử các bạn nhé, 4 nguyên tử. Bây giờ vậy từ đó thì các bạn sẽ suy ra M trong một ô thì bằng gì? M trong một ô thì bằng gì các bạn? M trong một ô sẽ bằng M lớn của cái nguyên tử đó, ví dụ giả mình gọi nguyên tử X, chia cho 6,023, 6,02 nhân với 10 × 23 và nhân với lại 4, thì đây chính là khối lượng của một ô các bạn nhé. Chắc nó M lớn chính là khối lượng nguyên tử đó, tính theo một mol, đúng không ạ? Chia cho số Avogadro như này và nhân 4 chính là khối lượng của một ô. V của một ô mà tính theo về số nguyên tử sẽ bằng gì các bạn? Sẽ bằng 4, đúng không ạ? Nhân với lại pi r mũ 4 nhân với 4/3 pi r mũ 3. Pi r mũ 3, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng cái đại lượng này chính là v của một hình cầu, đúng không ạ? Hình cầu thì tính v kiểu như thế này, đúng không ạ? Hình cầu bằng 4/3 pi r mũ 3, đúng không ạ? Như vậy đây là v của một ô tính theo về số nguyên tử. Còn v của một ô mà tính theo hằng số mạng đấy, hằng số mạng a, thì nó sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng a mũ 3, đúng không ạ? Vì hình lập phương mà. Các bạn hình dung như đây một cạnh thì sinh là a đấy, đúng không ạ? Lập phương. Thế là chúng ta xem là đây các vị trí a, b, c, d này, b, c vị trí d này và đây là vị trí g đi. Thì biểu diễn lên hình chính là a này, b, c, d và đây chính là g. Rồi, các bạn nhớ là chỉ cái đường chéo này thì nó mới tiếp xúc với nhau nhé. Các nguyên tử mới tiếp xúc với nhau. Còn nguyên tử A và nguyên tử B này sẽ không tiếp xúc với nhau. Nhìn các bạn nhìn đây là có phần khoảng cách này. Đây tiếp xúc với nhau. Các bạn thấy rằng đây chính là một phần. Đây là cái R, đúng không ạ? Đây là R, đây là R và đây là R. Như vậy cái đường chéo, cái đoạn BD này sẽ bằng mấy R các bạn? Là 4R, đúng không ạ? BD 4R. Và đây là các giá trị về A, đúng không ạ? Hằng số mạng mà. Như vậy, theo về định lý Pythagore thì các bạn sẽ có điều gì ạ? AB bình phương cộng với lại AD bình phương chính bằng BD bình phương, đúng không ạ? Đây chính là AB bình phương cộng với lại AD bình phương thì bằng BD bình phương. Vậy từ đó các bạn suy ra điều gì? Đây là Pythagore nhé. Như vậy thì sinh ra cho có 4R tất cả bình phương thì bằng gì ạ? A bình phương cộng với A bình phương. Các bạn rút gọn, đây chính là 2A bình phương, đúng không? Hay chính bằng gì ạ? Căn 2 nhân với A tất cả bình phương. Vậy từ đó các bạn suy ra được 4R sẽ bằng căn 2A. Đấy. Hay từ đó các bạn suy ra được gì ạ? R sẽ bằng căn 2A trên 4 các bạn nhé. Căn 2A trên 4. Vậy bây giờ các bạn thấy rằng độ đặc khít, đúng không ạ? Độ đặc khít
Thì mình giả sử ký hiệu là D đi, thì sẽ bằng gì ạ? Bằng V của một ô tính theo số nguyên tử và chia cho V cái này đúng không ạ? Hay chính bằng 4 nhân với lại 4 phần 3 pi L mũ 3 và chia cho A mũ 3. Bây giờ các bạn sẽ thay cái R lên phía trên này nhé. Thì các bạn sẽ có điều gì ạ? Đây chính là sẽ bằng gì ạ? 4 nhân với 4 phần 3 này nhân với pi này. R sẽ bằng căn 2 A trên 4 tất cả mũ 3 và chia cho A mũ 3. Và các bạn sẽ triệt tiêu được cái A mũ 3 nhé. Và chúng ta tính xem nó bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp mình. Phân số này 4 nhân với 4 phần 3 đúng không? Nhân với pi chính là nhân với ship pi đây đúng không? Nhân với mở ngoặc đây là căn 2 trên 4 đúng không? Tất cả mũ 3 đúng không? Và chia cho cái này thì là 1 rồi. 1. Chúng ta tính được con số là 0.74048 đúng không? Chúng ta lấy số xấp xỉ đầu tiên nhé. 0.74 thì chính bằng 74%. Hãy nhớ nhé. Hãy có nghĩa là tổng thể tích của các nguyên tử này trong một ô đúng không ạ? Thì chỉ chiếm có 74% thôi so với cái thể tích ô mà tính theo cái hàng số mạng A này. Nên là vẫn có khoảng trống giữa các nguyên tử ấy các bạn. Này hình dung đúng không ạ? Ok nhá. Và đây các nguyên tử chúng ta có dạng hình cầu. Rồi, thì đấy là cái câu hỏi số 1 liên quan đến xác định về đồ đặc hiệu. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 2 các bạn nhé. Trên cơ sở kết quả mà chúng ta thu được câu hỏi số 1 thì chúng ta làm câu hỏi số À, lập phương tâm diện. Tâm diện hay chính là tâm mặt các bạn nhé. Mặt. Nếu bạn biết là ảnh đại diện đấy đúng không ạ? Thì cái diện chính là mặt nhá. Cách gọi khác. Như vậy đây các bạn thấy là trong một ô thì có mấy nguyên tử ạ? Có 4 nguyên tử đúng không ạ? Nhớ nhá, trong một ô có 4 nguyên tử chúng ta đã chứng minh ở phần này rồi. Khối lượng riêng đây chính là giá trị về D rồi. Cạnh của ô cơ sở ở đây chính là gì ạ? Chính là A nhá. Vậy chúng ta sẽ có được gì ạ? D thì bằng M của một ô và chia cho V của một ô đúng không ạ? Trong đó cái này tính theo đơn vị là gam trên cm khối các bạn nhé. Vậy một ô này sẽ tính theo đơn vị là gam, còn V của một ô đây tính theo đơn vị là cm khối. Được chưa ạ? Và các bạn nhớ công thức này. Và chúng ta thay số vào, vậy ta suy ra D sẽ bằng gì ạ? M một ô chúng ta đã nói ở phần phía trên này rồi đúng không ạ? Đấy. Vậy đây sẽ bằng M lớn của chất X chia cho số Avogadro là 6.02 nhân với 10 mũ 23 và nhân với số nguyên tử trong một ô thì là 4. Như vậy cái cả phần phía tử phía trên này chính là khối lượng của một ô. Cạnh ô cơ sở chính là A mũ 3 đúng không ạ? A mũ 3. Đây chính là A mũ 3 này. Vậy là suy ra được bằng. Suy ra. D chúng ta đã có luôn 10.5 rồi. Bằng M lớn của x chưa biết đúng không ạ? Vì chúng ta đang xác định nguyên tử đấy. X chia cho 6.02 nhân với 10 mũ 23 và nhân với 4. A. Các bạn nhớ là cái PM này thì 1 mét thì bằng 10 mũ 12 PM nhá. Còn 1 mét thì bằng 10 mũ 2 cm đúng không ạ? Cm. Như vậy từ đây các bạn chuyển sang đây thì các bạn phải nhân với 10 mũ trừ 10 đúng không ạ? Vậy đây sẽ là 409 này nhân với 10 mũ trừ 10 và đây các bạn mũ 3 này. Và từ đó thì các bạn tìm cho mình cái m lớn của x sẽ bằng bao nhiêu. Các bạn cùng bấm máy tính nhé. Coi như cái phần này nó nằm dưới tử này đúng không ạ? Dưới mẫu này. Vậy đây là 10.5 các bạn nhân với lại 6.02 nhân với 10 mũ 23 này. Sau đó các bạn nhân tiếp với lại này. Nhân tiếp với lại con số kia 409 nhân với 10 mũ trừ 10 và đóng ngoặc tầm mũ 3 lên đúng không ạ? Chúng ta tính được con số này, bây giờ chúng ta phải chia cho 4 nữa. Và chúng ta tính được 108.12 nhé. 108.12. Thì các bạn dự đoán đây chính là nguyên tố gì ạ? Chính là nguyên tố Ag đấy đúng không ạ? Dự đoán chính là nguyên tố này. Thì bạc 108 đúng không ạ? Thì con số chắc gần nó chính là nó rồi. Rồi, tiếp tục sang câu hỏi số 3 các bạn nhé. Kim loại đồng thì có cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện. Chính là một ô thì các bạn thấy rằng có 4 nguyên tử đúng không ạ? Bán kính thì đây chính là giá trị R rồi. Và tính khối lượng riêng có nghĩa là người ta muốn hỏi các bạn cái D này. Chúng ta vẫn vận dụng cái công thức ở phía trên đúng không ạ?
Nhưng mà trước khi mà tính được cái công thức phía trên này thì các bạn phải tính được cái A này trước, đúng không ạ? Vậy ta sẽ cảm ơn sao? Như lúc trước chúng ta đã chứng minh đây rồi, 4R bằng căn 2A, đúng không ạ? Như vậy A sẽ bằng 4R chia cho căn 2. Đấy, chúng ta nhớ đấy, phần công thức phía trên này này. Các bạn nhớ là 4R thì bằng căn 2A, đúng không ạ? Hay chính là A sẽ bằng gì ạ? 4R chia cho căn 2 thì bằng 2 căn 2R đấy. Người ta thay số vào, thay vào biểu thức này nhé. D sẽ bằng gì ạ? M lớn, đúng không ạ? Người ta viết lại một chút nhé. M lớn của CU đấy chia số Avogadro, chúng ta gọi là số NA đấy, đúng không ạ? Nhân với 4, đúng không ạ? Chia cho A mũ 3 thì ta thấy bằng A mũ 3 thì chúng ta sẽ thay luôn bằng 2 căn 2R. Như vậy đây chính là 2 căn 2R. Và đây là mũ 3 đây. Thay số vào nhé. Vậy đây là 63,546, đúng không ạ? Chia cho 6,02 nhân với 10 mũ 23 nhân với 4 và chia cho 2 căn 2 nhân với R. Lúc này vẫn là cái đơn vị là PM đây, đúng không ạ? Như vậy sẽ là 128. Các bạn nhân với 10 mũ trừ 10 nhé. Được chưa các bạn? Và tất cả cái này chúng ta sẽ mũ 3 là lên. Vâng, đơn vị là gam trên cho cm khối. Bây giờ chúng ta thay số vào, bấm 63,546 chúng ta nhân với 4 chia cho con số dưới là 6,02 nhân với 10 23. Nhiều bạn có thể lấy cái số Avogadro đó là 6 nhân với 23 thôi, hoặc có bạn lại 6,022 thì nó sai khác một chút thôi, không vấn đề gì cả. Nhân mở ngoặc 2 căn 2 đúng không ạ? Đây là nhân với 128 nhân với lại 10 mũ trừ 10. Rồi và đâu đó thì chúng ta phải mũ 3 lên. 8,898 nhé. 8,898 đơn vị sẽ là gam trên centimet khối. Ok, như vậy là một lần nữa thì các bạn cùng xem lại kết quả của những cái bài tập ở đây, và các bạn nhớ những cái công thức hay là cái cách mà để chứng minh ra những cái công thức như vậy. Độ đặc hít của cấu trúc mạng lập phương tâm diện hay tâm mặt chỉ là 74%, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có khối lượng riêng sẽ bằng m một ô và chia cho v một ô. V một ô thì tính theo hằng số mạng là a mũ 3, đúng không ạ? Lập phương mà. Còn m một ô thì các bạn lấy khối lượng mol, đúng không ạ? Hay là chia cho cái số Avogadro và sau đó nhân với lại số nguyên tử trong một ô chính là khối lượng. Và các bạn phải để ý cái phần đơn vị nhé, thì không thì chúng ta sẽ bị sai. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem cái phần video này. Nếu có câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến cấu trúc mạng tinh thể này thì các bạn vui lòng comment ở phía cuối video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn.